Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu quần ống suông của nữ. Để cắt và may được mẫu quần này, các bạn lưu ý giúp mình chỉ may cạp chun liền bình thường và quần túi chéo. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt và may hoàn chỉnh mẫu quần này. Đây là số đo của mình, dài quần 90, vòng bụng 84, vòng mông 93, vòng ống 10 và vòng gối 10. Giờ mình sẽ đi cắt thân trước của quần trước. Để may được quần này, các bạn sẽ mua giúp mình dài quần cộng thêm đường may cạp và đường may gấu nhé. Với quần này thì mình mua 1 mét vải là đủ và khổ của nó là 1m50. Và vải để may được chiếc quần này đẹp nhất là vải bóng hàn, vải lạnh, vải la rông, vải cốt tông, vải thun lạnh, vải lạnh và vải len mỏng cốt tông nhé, là mình đều may được mẫu quần này. Trước khi đi may này, các bạn sẽ giải thẳng canh cho mình, để cho mình thân trước lên thân sau, để mình cắt một thể nhé. Các bạn không cần cầu kỳ lắm đâu nhé. Dài quần của mình 90, các bạn cộng cho mình 5cm, trong đó có 3cm của gấu và 2cm của cạp là dài quần của mình 95. Các bạn đóng xong đây cho mình thế nhé. Các bạn tính hạ mông cho mình. Hạ mông các bạn tính giúp mình theo công thức là 1/4 vòng mông cộng từ 6 đến 8. Mình sẽ cộng 6cm. Mà vòng mông của mình là 92. Các bạn chia 4 thì bằng 23, cộng với 6cm thì bằng 29. Hạ đũng của mình là 29 nhé. Nếu mà bạn nào thích rộng hơn thì các bạn cộng nhiều hơn cho mình. Không nhất thiết thì phải cộng hạ đũng 6 nhé. Nếu mà quần trung tuổi thì các bạn hạ 8 cho mình. Nếu mà thích rộng. Tính rộng ăn mông cho mình. Vòng mông của mình 93, các bạn chia 4 thì bằng 23. 23 các bạn cộng cho mình 5,5 đến 6 nhé. Mình cộng 6 là bằng 29 nhé. Tính vào cửa quần giúp mình 4cm. Các bạn gióng vuông góc lên, check vào cho mình 1cm là được. Từ dưới lên các bạn lấy cho mình 7cm. Nối về cho mình. Đừng chéo, các bạn chia đôi nhé. Mình 2/5 nhé, là mình được cửa quần của thân trước. Hạ gối giúp mình 28cm, nối về cho mình. Rộng ngang mông của mình là 29, các bạn chia 2 là bằng 14,5. Từ đây ra đây 14,5 và đoạn này cũng là 14,5. Gấu 14,5. Vòng gối của mình là 10. Và vòng ống cũng 10 nhé. Mình nói là ống suông, bạn nào có cắt ống 20. Sau đó các bạn lối cho mình từ đường rộng ngang ống lên đường ngang gối. Từ ngang gối lên ngang mông cho mình. Đoạn này lớn đường ngang đúng cho mình. Và đánh vào cho mình 0,5 nhé. Vậy là mình đơn giản các bạn vẽ xong thân trước của quần. Toàn bộ phần sườn gấu các bạn cắt cho mình hai thân giống nhau nhé. Bằng nhau luôn. Đặt lên các bạn cắt cho mình. Cắt rời cho mình phần thân trước.
Từ rộng ngang thân trước, các bạn sẽ hạ xuống cho mình 0,5 cm. Và lấy ra cho mình 5 cm. Gối lấy ra 2,5. Ống 2,5 cho mình. Sau đó bạn lấy giúp mình từ đường ngang ống lên đường ngang gối. Từ ngang gối lên đường ngang mông này cho mình nhé. Đoạn này các bạn đánh vào cho mình 0,5. Từ ngoài vào lấy cho mình 7 cm. Gióng vuông góc lên nhé. Check vào cho mình 2 cm, lối vào cho mình. Từ dưới các bạn lấy cho mình 10 cm. Nối vào đây. Đừng chéo, các bạn chia đôi. Lấy vào cho mình 1/2. Là mình được vòng đúng thân sau. Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình thân trước lên này. Để mình tính rung động. Các bạn rong đúng cho mình 3 cm. Cắt giúp mình cái đường phấn này. Cắt xong các bạn đi cắt túi quần cho mình. Dài túi quần lấy cho mình 28. Rộng cho mình 17. Mà lót túi của mình là 34. Cộng cho mình thêm 12 cm. Thì các bạn can nó cho mình này, mình vì là mình thiếu lớp túi tí mình can sau nhé. Giờ mình sẽ vẽ miệng túi này. Các bạn đặt cho mình cái thân trước của quần đây. Cắt giúp mình này cái túi này nhé, theo phần sườn của thân trước. Từ dưới lên các bạn lấy cho mình 6 cm. Các bạn cua tròn lên cho mình. Cắt miệng túi cho mình nhé. Miệng túi để 5. Dài cho mình 17. Đợt này các bạn đã đánh cong lên cho mình là được này. Đánh cong giúp mình cái phần miệng túi là mình được túi quần nhé. Cắt miệng túi xong này. Đặt cái phần lót túi này lên thân trước cắt này. Cắt đi cho mình. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu quần ống suông của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích
Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công.